các ngôi sao trong làng giải trí châu Á đang tạo nên sự rộn ràng trong những ngày cuối năm. Những tín đồ của thời trang và làng giải trí không thể không để ý đến những phong cách thời trang độc đáo và quyến rũ của họ. Một trong những xu hướng đặc biệt là việc khoe eo con kiến trong phong cách all black đang thu hút sự chú ý của khán giả và người hâm mộ. Gina, một nữ ca sĩ nổi tiếng, dường như đang thách thức vị thế của mình trong làng giải trí châu Á. Cô từng bị nhận xét khá khắt khe về nhan sắc và phong cách trình diễn, nhưng hiện tại, cô đang tự tin hơn bao giờ hết với trang phục all black đầy cá tính. Gina đã chứng minh rằng cô có thể cạnh tranh với bất kỳ mỹ nữ nào khác. Tân binh triển vọng của Cbiz Ngô Vị cũng không thua kém. Cô gây ấn tượng với khán giả và giới truyền thông bởi vẻ đẹp tinh tế và sự tự tin trong phong cách all black. Sự xuất hiện của Ngô Vị đã tạo ra một làn sóng mới trong ngành giải trí và khiến cô trở thành một gương mặt được chú ý. Không chỉ trong làng giải trí châu Á, làn sóng K-pop vẫn đang bùng nổ mạnh mẽ. Jennie, thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink, sắp trở lại với dự án solo mang tên Baby Monster. Sự kỳ vọng của người hâm mộ đang cao độ và họ đang rất háo hức chào đón sự trở lại của cô ca sĩ tài năng. Ngoài ra, danh sách các phim về trai đẻ bom nguyên tử đang dẫn đầu là sự tham gia của Daniel Brühl, ngôi sao của loạt phim Điệp viên 007. Tài năng và sự xuất sắc của anh đang được đánh giá cao, và người hâm mộ không thể chờ đợi được xem anh sẽ thể hiện như thế nào trong vai trò này. Nhưng không phải chỉ có thành công và sự tự tin, ngành giải trí cũng không tránh khỏi những câu chuyện không may. Một số mỹ nhân đã đánh mất sự nghiệp chỉ vì những sai lầm trong quản lý và thị hiếu cá nhân. Điều này nhắc nhở các ngôi sao luôn phải cẩn trọng và chắc chắn vẫn duy trì phong cách và thái độ đúng đắn để duy trì sự nghiệp và tình cảm của họ trong lòng khán giả. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến thú vị trong làng giải trí châu Á trong thời gian tới. Trong ngành giải trí và thời trang, không chỉ nhan sắc mà còn phong cách đóng vai trò quan trọng. Nhiều nữ diễn viên và người nổi tiếng đã chứng minh điều này. Gina, một nữ ca sĩ nổi tiếng, đang tự tin thể hiện sự cá tính của mình trong ngành giải trí châu Á. Dù từng nhận được những phê phán về nhan sắc và cách biểu diễn, Gina đã chứng minh rằng cô có thể cạnh tranh với bất kỳ mỹ nữ nào khác với phong cách all black ấn tượng. Ngô Vị, một tân binh triển vọng của Cbiz, cũng không kém cạnh với vẻ đẹp tinh tế và phong cách all black. Cô đã chứng minh sự tự tin và tài năng của mình, tạo ra làn sóng mới trong ngành giải trí. Ngoài ra, trong danh sách những ngôi sao đình đám, Địch Lệ, Nhiệt Ba và Cổ Lực Na luôn nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ. Tuy vậy, mới đây, một mỹ nữ mới đã nổi lên, được cho là sẽ kế thừa vị trí quan trọng trong ngành. Giới truyền thông đánh giá rằng Di Nại Na có nhan sắc và khả năng diễn xuất xuất sắc, và cô đã gây ấn tượng trong nhiều bộ phim. Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận, hai nữ diễn viên từng bị chỉ trích về ngoại hình, đã tìm cách để khắc phục tình trạng này. Họ đã thay đổi kiểu tóc thông minh để tạo ra ấn tượng mới. Sự thay đổi này đã làm cho khuôn mặt tròn của họ trở nên đáng yêu hơn và khiến họ thu hút hơn trong mắt khán giả. Cả những nữ diễn viên lớn tuổi như Lâm Duẫn và những diễn viên trẻ mới nổi như Hy Nguyệt đều đang tạo nên những dấu ấn độc đáo trong làng giải trí. Nhan sắc và phong cách của họ là điểm sáng trong ngành giải trí và thời trang. Sự thời thượng và sang trọng không chỉ xuất phát từ nhan sắc mà còn từ sự tinh tế trong phong cách tóc của nhiều sao nữ. Triệu Lê Dĩnh và Đàm Tùng Vận là ví dụ điển hình, luôn sẵn sàng thử nghiệm với các kiểu tóc xoăn điểm để tạo sự khác biệt. Điều đặc biệt là họ thường bắt đầu uốn tóc từ phần giữa, tránh phần ngọn để tránh làm phồng tóc và tạo cảm giác mặt tròn hơn. Trong thế giới âm nhạc, Jennie, Blackpink và Anhon sắp trở lại với nhóm nhạc nữ Baby Monster. Thông tin mới nhất từ V Entertainment cho biết Anhon sẽ chính thức tham gia nhóm sau khi hồi phục sức khỏe vào tháng 11 năm trước. Đáng chú ý, Annie Hart, một thực tập sinh Hàn Quốc nổi tiếng với biệt danh bản sao của Jennie, Blackpink, sẽ không tham gia vào sản phẩm âm nhạc đầu tay của Baby Monster. Sự trở lại của Baby Monster với ca khúc Stuck in the Middle vào ngày 10 tháng 2 và mini album đầu tiên vào tháng 4 đã được mong đợi. Hiện tại, nhóm đang lên kế hoạch phát hành full album đầu tiên vào mùa thu, đánh dấu sự ra mắt chính thức của những tân binh K-pop này. Trong lĩnh vực điện ảnh, các bộ phim như Oppenheimer và Killer of the Flower Moon được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tại giải Oscar. Oppenheimer là bộ phim tiểu sử về nhà vật lý Robert Oppenheimer, người được biết đến với biệt danh cha đẻ của bom nguyên tử. Bộ phim này đang dẫn đầu với 13 đề cử, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng tại giải Oscar. Ngoài ra, các bộ phim khác như Poor Things Master và American Fiction cũng được đề cử trong hạng mục phim hay nhất tại Oscar. Poor Things với sự tham gia của Emma Stone đã nhận được 11 đề cử. Trong khi đó, Killer of the Flower Moon được đánh giá cao và dự kiến sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành giải Oscar.
Lễ trao giải Oscar dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3 tại Hollywood và sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC của Walt Disney. Chương trình dự kiến sẽ có 5 MC là Jimmy Kimmel. Điều đặc biệt là vợ chồng hoàng tử Harry cũng sẽ tham dự sự kiện này. Mới đây, nhiều ngôi sao đã có mặt tại Jamaica để tham dự buổi ra mắt bộ phim tiểu sử Bob Marley, One Love. Sự xuất hiện của công tước và nữ công tước xứ Sussex tại bữa tiệc đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Buổi ra mắt còn có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình của huyền thoại nhạc reggae, ca sĩ Bob Marley. Bộ phim này tái hiện một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Bob Marley và là cái nhìn sâu sắc vào bối cảnh chính trị và xã hội của Jamaica trong những năm 1970. Bob Marley, One Love dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 14 tháng 2, dịp lễ Valentine sắp tới. Trong lĩnh vực điện ảnh, Daniel Craig đã xác nhận tham gia bộ phim Keep On 3, phần 3 của loạt phim Keep Out. Tuy nhiên, dàn diễn viên còn lại có thể sẽ hoàn toàn mới. Dựa trên thể loại phim trình thám cổ điển của Agatha Christie, bộ phim này sẽ ra mắt trên nền tảng phim trực tuyến Netflix. Hiệp hội diễn viên Mỹ, SAG-AFTRA, đại diện cho các diễn viên Hollywood, đã bảo vệ nam diễn viên Alec Baldwin sau khi ông bị buộc tội ngộ sát không tự nguyện liên quan đến vụ tai nạn bất ngờ khiến nữ quay phim Halina Hutchins thiệt mạng trên trường quay. Hiệp hội này cho biết ông Baldwin không chịu trách nhiệm về an toàn súng trên phim trường và cáo buộc là đánh giá sai về nhiệm vụ thực tế của một diễn viên trong quá trình quay phim. Trong ngành công nghiệp điện ảnh, người diễn viên được đào tạo để biểu diễn sử dụng súng hoặc vũ khí, họ không được yêu cầu phải là chuyên gia về súng hoặc có kinh nghiệm sử dụng chúng. Ngành công nghiệp này giao trách nhiệm đó cho các chuyên gia có trình độ như người giám sát việc sử dụng và xử lý súng ở mọi khía cạnh. Hồi tháng 10 năm 2021, khi thực hiện một cảnh quay có sử dụng súng và đạn giả, tài tử Alec Baldwin đã vô tình bắn một viên đạn về phía nữ đạo diễn hình ảnh Halina Hutchins, khiến cô tử vong. Sự việc này vẫn đang được điều tra. Tài tử Alec Baldwin luôn khẳng định rằng mình không hề bóp cò súng và không đòi hỏi nam diễn viên phải bóp cò súng. Tài tử mong muốn sự việc được nhìn nhận theo hướng một vụ tai nạn bất ngờ. Cũng liên quan đến sự kiện này, nam diễn viên Brandon Lee đã bị buộc tội vào tháng 1 năm 2023, nhưng sau đó, cáo buộc đã bị bãi bỏ. Mới đây nhất, Alec Baldwin và hãng sản xuất của phim đã bị truy tố vì tội ngộ sát. Quyết định vừa được bồi thẩm đoàn ở thành phố Santa Fe, bang New Mexico đưa ra. Trước đó, các công tố viên đã từng hủy bỏ cáo buộc ngộ sát đối với tài tử Alec Baldwin. Ngoài ra, hãy cùng tìm hiểu về nữ diễn viên Đới Kiều Thiền, người được truyền thông Trung Quốc ưa ái gọi là mỹ nhân trong sạch nhất làng giải trí. Đới Kiều Thiền đã có một sự nghiệp điện ảnh ấn tượng mà không gặp phải bất kỳ scandal tình ái nào với các đồng nghiệp. Cô đã được ủng hộ và chăm sóc tận tâm từ các ông lớn trong ngành. Sự đam mê và quyết tâm của Đới Kiều Thiền đã giúp cô thành công và giành nhiều giải thưởng đáng tự hào.